Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin ngày 6 tháng 3 đã mở buổi họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul, cho biết quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc sẽ chi trả số tiền bồi thường và tiền lãi trả chậm cho các nạn nhân trong ba vụ kiện theo phán quyết của Tòa án Tối cao vào năm 2018. Quỹ cũng có kế hoạch sẽ tích cực xúc tiến phương án nhằm mở rộng hơn nữa các dự án tưởng niệm nạn nhân, giáo dục, điều tra và nghiên cứu liên quan để thế hệ tương lai kế thừa cũng như tưởng nhớ nỗi đau của những nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Về việc lập nguồn ngân sách, Ngoại trưởng Park cho biết sẽ huy động ngân sách từ sự quyên góp tự nguyện của người dân, tăng cường hơn nữa nguồn tài chính khả dụng liên quan tới các dự án của quỹ, Trước mắt, có 16 doanh nghiệp của Hàn Quốc như POSCO từng nhận được hỗ trợ vốn theo Hiệp định quyền yêu sách Hàn Nhật ký kết vào năm 1965 sẽ tham gia đóng góp cho quỹ lần này. Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tự nguyện tham gia. Có tổng cộng 15 nạn nhân được bồi thường lần này. Họ đều từng bị công ty công nghiệp nặng Mitsubishi cưỡng ép lao động trong những năm 1940. Trong một diễn biến liên quan, các tổ chức hỗ trợ cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đã tổ chức biểu tình phản đối trước trụ sở Bộ Ngoại giao từ 30 phút trước khi chính phủ công bố giải pháp.